Vâng. Sau này nó có tự lún xuống hay như nào thì đừng có trách ai nhé. Vâng. Em đã bảo. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Chiều ngày hôm nay Khâm đang có mặt ở nhà anh Lúa của bác anh chị ạ. Nhà thì được 2 hôm thợ là cũng đã di chuyển về rồi. Đấy, hôm qua thì Khâm cũng không có lên được. Ngày hôm nay thì là buổi chiều là cũng tranh thủ mang những món quà của một cô giấu tên ở Phủ Lý Hà Nam, là cô có gửi lên cho những túi quần áo ấm. Ở đây thì là túi này là cho vợ anh nhé. Vợ anh Lúa này. Ở đây cũng là vợ anh Lúa. Hai túi là cho vợ anh rồi. Thì nó mang xuống nhà mới để luôn nhỉ. Vợ đang sang đây à? Ở đây túi này là của A Lúa này. Đấy. Cô có ghi hết. Ở đây thì là bố mẹ của anh nhá. Cũng nào ấm thôi. Bố mẹ này ở nhà không? Bố mẹ hôm nay đi thu ngu à? Thu ngu á? Vẫn chưa thu hết á? Ừ, chưa hết. Được rồi, mang những quần áo này xuống chỗ nhà mới của anh để đi. Mất tử. Mua xí. Những cái cây trống này cất gọn lại nhá. Cái trống, cái cành trống này thì tính tì hai cái cài về đây phố gái nành thì cho nó còn tí. Anh là xem là công việc cũng bớt rồi, sắp xếp gọn gàng lại nhé. Vâng. Rác rưởi thì quét sạch sẽ đi. Vâng. Mấy hôm nữa anh Hiệp lên rồi là anh em triển khai lên đây là nhà cửa là tân trang lại rồi là lắp điện các thứ, vâng, cửa các thứ. Thì làm sao chỗ này anh phải gọn gàng sạch sẽ nhé. Vâng, nhưng mà hôm qua hôm anh lên thì em đi phá, em đi bảo anh Thò kia là anh Thò bảo là nếu nào kiếm thì kiếm cái cổ điện này chơi này. Kiếm cái cột điện á? Vâng. Mọi người dùng cây thì mình dùng cây thôi. Mình dùng cây nhưng mà anh Thò bảo là nếu làm bên này thì người dùng đông lắm. Thì dùng cái bên này vẫn có hai cái công tơ thì vẫn dùng địa với khệ mà. Địa với không yếu. Vâng. Bây giờ thì họ em thấy họ vẫn dùng cây, xong là mắc dây điện qua về. Cái này thì vẫn là kết nối với cái công tơ trên kia chứ. Vâng. Thì ở đây mình lấy cây tre này làm cũng được không? Cây này cũng được mà. Ừ. Cây này cũng rất là cao, thứ hai là tre thì nó cũng bền thôi. Vâng. Cái này mình vừa chặt mới về, mình đào sâu xuống. Vâng. Bây giờ đầu tư một cái cây cột điện vào đây không đơn giản đâu. Thật đấy. Một mình anh dòng cánh cái là làm cụ địa cũng được. Một mình anh thì nó khó lắm. Ví dụ như 3-4 nhà chung vào và đặt mua rồi người ta chở lên đây xa lắm. Vâng. Có phải là thích là lấy đâu. Nhìn mình khéo không có. Cụ điện thì đáo kìm đáo cụ điện lên chơi kem thì cụ điện số giấy này thì dòng cái cây này thôi. Ừ. Dùng cây này đi vào thôi. Cột điện thì lấy ở cột bên kia đúng không? Máu cù anh bạch kem. Ở đây thì mình tận dụng những cái cây tre này. Bởi vì hàng xóm này người ta cũng dùng như thế hết thì máu. Chắc mình cũng sử dụng được thôi. Máu. Mình dùng cái cây này về làm cụ điện số. Ok. Tạm thời là như thế đó. Vợ hôm nay dắt các con ra đây à? Vâng, phá là đưa tiếm về hầu thì về đó tiếm thì... Nhưng mà chưa ngủ đây qua đêm đâu cái gì? Chưa ngủ. À. Về đêm thì tí làm có bú dầu thì phải đưa hai đứa con. Cái chỗ này anh đổ lúc nào đấy? Cái chỗ này? Ừ? Em đổ hông cua này. Tự đổ à? Tự đổ. Có bằng không đấy? Hả? Có bằng không? Có mà. Bên kia sao không cào đất đi một chút nữa rồi đổ? À, bên kia thì em nghĩ là cho bên kia cao một tí. Sao? Sao bên kia lại cao được? Cho cao thì nếu làm nước về thì nước phải chảy bên này. Ở đây đường vào xong lại để nước chảy ra bên này. Vâng. Nhưng mà nóng. Nhưng nghĩ là cái này thì để em làm. Anh bé ông em làm xong thì mình bé em đi
trả hai cái kè cài về cho hai bàn tính bản bà lục về lục chiêm lên bên lại bên bề này nữa. Cái này đổ anh tự đổ đúng không? Tự đổ thôi. Với ai hộ, với ai làm? Hai đứa em thôi. Hai đứa em không nổi, em đi đổ về phụ em làm. Như cái này nhá, lần sau làm bất cứ một cái gì thì phải hỏi bọn em nhá. Vâng vâng. Hoặc là gọi em hoặc gọi anh Hiệp chứ không tự ý làm như này đâu. Biết nữa, mình nữa anh Hiệp thiết kế các thứ nữa. Người ta làm sao là đất nó thấp hơn một tí nữa rồi làm khác đẹp cho nhà cho anh, không phải sốt ruột đâu nhá. Vâng vâng. Đổ rồi thì biết làm sao. Ok. Tạm thời như vậy đấy. Nhà cửa đây là dây điện các thứ thì gọn gàng lại nhé. Gắn đĩa với đồ nữa là tối thì mình anh về đây trông tạm thôi nhé. Vâng. Không có vợ con không chưa vội ra đây làm gì đâu nhé. Hôm nọ em cũng nhắc rồi, được chưa? Vâng. Anh bắt buộc anh phải ra đây anh trông nhà thôi. Anh ra đây trông nhà không thể nào mà bảo anh ngủ ở ngoài thì có nhà có tường ấm áp, mái che ấm áp này không không ai bắt anh ngủ ở ngoài làm cái gì cho nó khổ sở ra, cứ vào đây ngủ thôi. Đấy. Không ra thì không được. Thế thì những cái công việc còn lại thì là san đất ra bên này thôi, gì làm đến đâu san đất bên này mình lấy làm đào đào cái rãnh cho nước chảy. Ừ, đâu em xem nào. Nay là hai ngày em chưa lên nhỉ. Ra bên này xem. Đất này vẫn gần gần phải san về đây này. Đấy, anh ra đây anh ngó xem bây giờ là bê tông phía bên kia là bọn em đào đất nó sâu hơn một chút thì anh lại để đổ bê tông dày lên và chỗ này anh đổ bê tông mỏng đi đúng không? Vâng vâng. Đất này là chưa phải đất nền cứng đâu nhá. Vâng. Sau này nó có tự lún xuống hay như nào thì đừng có trách ai nhá. Vâng vâng. Em đã bảo là từ từ làm rồi. San cái đất xuống một chút nữa. Đất này là đất cái trước mình đất mượn thôi. Đất trước mình đổ từ cái thửa thứ ba về đây này. Sau này mưa rồi là thời gian rồi là ngấm cái thứ nữa. Đủ, nó lún xuống nữa. Đủ bê kim bên này thì để nó lũ sau thì phải đổ. Kể cả chỗ này này rất là mỏng đây. Đấy, đây là công trình này là anh tự làm đấy nhá. Sau này đừng có trách anh Khâm, anh Hiệp. Cái này thì em tự làm thì em. Nhưng mà cái quan trọng thì là nhà anh xấu đi đấy. Cái gì làm gì phải hỏi nhé. Vâng. Không có tự ý làm đâu. Nhưng biết là sốt ruột rồi nhưng mà làm sao bọn em sẽ cố gắng làm xong xuôi cái nhà cho anh. Để Tết anh cũng ăn Tết ở đây thôi. Không vấn đề gì đâu nhé. Vâng. Không có tự ý làm được đâu. Đấy, rồi là bên này. Đất còn thiếu nhiều nhờ. Vâng, đây thì để em đào cái em dánh nhằm chị em san đai vẽ nhằm đào cái làm ra nếu không đục thì đào bên này xuống. Đây thì đất vẫn thiếu, ở đây khá là nhiều đấy. Vâng. Bây giờ là xem nào, ở đây vẫn còn này, san bên này sang cũng chưa đủ đâu. Hôm nọ các anh là cũng muốn là quét thêm cái đất mặt chỗ hiên bên kia kìa ra đây bớt nhưng mà anh đổ bê tông vào rồi. Mình nghĩ là bên này mình không đủ thì đào một tí bên này nó vẫn nằm được cái rãnh cua đi. Đâu chỗ này à? Đào hôm nay tự đào rãnh ở đây. Hôm nay à? Tự đào giống đây. Rãnh này đào sâu hơn một tí nữa anh lúa. Đây chưa đưa mà vậy phải đào sâu một tí. Đông xa beng về. Đào hẳn vào đây xuống đi. Vâng. Nhá. Đào đây xuống đi. Này, em nghĩ là đào đây xuống đấy. Nhưng mà em nghĩ là đào ra nằm trước đúng không? Nằm trước thì phải làm giấy đào bên này. Đào chỗ này trước. Cái này anh phải cho xuống khoảng một gang nữa đấy. Vâng. Đào bên nằm xuống trước thì bên nằm thì mình lấy mình lấn chầm bia về lấy trên nằm cho nó xuống thôi. Chắc chắn rồi, anh phải đào ở đây cho nó rộng một tí. Vâng. Đào cái này thì đào vuông như thế này nhá. Vâng. Đào vuông ra chỗ bên kia, rồi đào vuông xuống dưới thì mới thoát được nước nhé. Cứ đào ra đến đây rồi anh lại đào vòng vòng đi đâu là không được đâu. Ở đây là mình vẫn phải là để đất san bằng cái chỗ này các anh bảo ở đây nhá. Vâng. Thì cái này chỗ đào đào vuông góc ra bên kia. Tới này là cái tính cái thoát nước thì là chắc là vẫn phải
phải chôn vòi xuống thôi nhỉ. Vâng. Nước để xuống dưới kia là có chỗ xả không? Nước sinh hoạt nhà anh ấy. Được không? Được mà. Bên em thì anh hay làm bá hầm cho em bạo làm đấy là em cho xuống bên kim thì... Có được không? Được. Thế mấy nhà hàng xóm này họ xả đi đâu? Mấy người hàng xóm này, nó xả bên đất của nó. À, thế đây không phải đất của mình, nước của mình xuống đây họ có nói không? Không nói đâu, đây này vẫn không trồng ngô mà, trồng rau bò thôi. Thế dưới kia là cái chuồng trại của họ phải không? Bên kim thì chuồng trại của anh hay. Thì nước của anh xuống sẽ chảy xuống đấy. Nữa thì anh hải bảo làm bê kim thì cho xuống bê kim thì anh hải phải đi đào một cái rãnh đẩy một cua bê kim đi thì đi xuống dãy nhà anh hải okay. Thì đến lúc đấy mà làm đến cái đoạn đấy thì mình cũng phải đào đấy. Wow. Việc của mình đấy. Anh hải bảo là hôm nào thì em đào rồi. Em làm được chơi này thì em đi đào thì bảo anh hải phải giúp em đào nữa, đào xàm cho nhà cho cho nhà anh Hải thì cái anh Hải trồng cam gì với anh chị ạ. Ở đây thì là phía trước này là những ngôi nhà của hàng xóm luôn rồi đấy. Ở đây bể phốt mình ở khu vực bên này chỉ có một cái đường thoát nước duy nhất là ở đây đấy, ở đây đi thôi. Thì là có lẽ là anh Hờ anh người ta cho phép thì là mình cũng sẽ làm sao mà làm tiện nhất, bởi vì cái nước thải sinh hoạt của mình ấy nhiều thì cũng không phải nhiều nhưng mà ít cũng không phải ít, thì làm sao mà mình hợp vệ sinh rồi là bà con lối xóm không có là phàn nàn về cái nước vệ sinh của mình xuống dưới kia cả đấy. Phải tính toán hết chứ không sau này làm xong rồi bọn em đi rồi là nhiều chuyện xảy ra là cũng rất là đau đầu đấy. Rồi là tới này mà số tiền của bà báu bà có gửi cho Khâm đấy thì là Khâm sẽ tiếp tục là mua sắm đồ dùng để cho gia đình anh Lúa. Ở đây thì là thật sự là cũng phải băn khoăn cái tét nước rất là nhiều. Thì bà cũng có góp ý cho Khâm rất là nhiều từ những lúc xây dựng rồi. Thì bây giờ là cái tét nước chốt lại với anh Lúa thì là cái chỗ đất này là bố vẫn quyết định cho gì? Máu bố kim định tét nước chỗ để đai. Tét nước đấy thì là chắc chắn là anh sẽ xin bố đào vuông góc đi. Vâng, bố bảo làm tét nước thì để đàn thì đào bên nằm xuống nước thì đủ để cái bến nữa. Nhưng mà phải làm sao là cao hơn nhà tắm nước mới xả được. Vâng. Đấy. Thì em bây giờ hôm nay là cũng muốn là thiết kế làm sao đến lúc là mình xây lên thôi. Vâng. Gạch xây lên cũng được. Đấy. Xây lên rồi là cố định cái tét nước mình ở đây. Tét nước của anh ấy ra phải cao. Cao như này này. Vâng, cao như thế này thì nó nước mới xả. Nước mới xả xuống nhà vệ sinh. Xả xuống mới, nhà vệ sinh. Mới tắm được. Anh hiểu không? Hiểu mà. Đấy, ít nhất là nó phải cao đến cái chỗ thừa chứ kia. Nhưng mà là sao là anh xin được một khoảng của bố rồi là mình sẽ xây lên. Nên là mình chọn xa gài lên thì... Đá còn đúng không? Đá. Đá còn không? Bộ đá là đá to, nắm to thì không còn. Gạch thì còn đúng không? Gạch còn. Lấy gạch làm được. Bởi vì là trước các anh em thợ là thiết kế là thật sự là Khâm cũng góp ý là để cái tét nước trên cùng rồi. Mọi người cũng bảo là sẽ phải chuẩn bị thêm và làm mất thêm công đoạn. Thì là các anh làm các anh cũng làm sao một cái... Ôi dồi, không mặc quần cho à? Tiến độ nhanh nhất của nhà thì... Thì các anh là theo chạy. Thiết kế anh Hiệp còn niệm niệm các bà niệm niệm mất rồi. Nhưng bởi vì là như những cái phần trước video đấy Khâm đều chia sẻ hết rồi. Khâm là phụ trách tất cả những cái mảng vật liệu của ngôi nhà em. Ở đây là phần tô tả mua tổng định thoát chứ tổng nạ. Em Khâm là không chuẩn bị thôi. Chính cái nào tôi tài chính em Khâm là chỉ đủ chuẩn bị hết số gạch này, bột đá này, xi măng này, sắt này, đấy, đinh rồi là thép ly những cái nhỏ nhỏ đấy rồi là cả gạch ốp lát cơ bác, phần gạch ốp lát thì ở đâu đó là sử dụng hết vào cái phần tiền của canh Khâm rồi. Thì những cái phần còn lại như là thiết kế ngôi nhà thì các bác thì anh Hiệp nhiều kinh nghiệm thì anh Hiệp là làm và công thợ rồi là
tôn, công thợ làm. Đấy, những cái phần đấy thì là anh Hiệp là lo, cũng như là cơm nước, thực phẩm, cái thứ tiếp tế cho gia đình. Đấy, thì Khâm là chỉ phụ trách vật liệu và hỗ trợ trong quá trình a lúa và đồng hành lên ghi hình, quay phim, cập nhật tiến độ liên tục cho cô bác anh chị thì thôi. Đấy, thì rất mong cô bác anh chị thông cảm vì là những cái sự góp ý của mọi người là Khâm cũng không thể đảm nhiệm và Khâm cũng không thể mà làm theo đúng được như mọi người góp ý, mặc dù tất cả đều muốn tốt cho a lúa thôi. Wow. Đấy, thì nếu mà có cơ hội làm trong những ngôi nhà sau đấy mà em Khâm làm thì thực sự là những cái góp ý này rất là trân quý và Khâm sẽ lưu lại. Tới này thì mình sẽ làm tốt nhất có thể nếu mà có một cơ duyên làm một cái căn nhà nào đó. Đấy, chỗ này thì thống nhất là thế nhá. Vâng. Thì là anh vẫn phải đào vuông góc ra. Vâng. Nhá. Khi nào mà sắp xếp công việc xong. Trong lên trên em thì dạo lúc em làm nữa thì máy cài không được. Thì bố bảo làm đây thì cho để xuống để thửa này không được. Chỗ này thì bố làm ruộng nương chắc cũng chỉ đến đây thôi. Vâng, nhưng mà bố bảo làm cho thửa lên trên em thì lúc làm cho thửa lên trên này cũng cao, cũng, à, cũng xa. Thì làm sao xây ở đây thôi, xây ở đây. Và nếu có thể em sẽ gọi thợ, gọi chú của em lên thiết kế cho. Và làm sao mình xây gạch lên ít nhất là cũng phải cao khoảng tầm này thì mới thiết kế được cái chân téc kia nhé. Wow. Thì làm sao cái téc nữa phải cao như này thì nước xuống mới dốc xuống dưới được. Đấy, làm sao tiện nhất có thể thế thôi. Như nhà của em Xính thì là cũng đặt cái téc nước bên trên cái mảnh đất phía trên cùng của cái bờ tường như kia thì nước vẫn chảy xuống như bình thường thôi. Đấy, sinh hoạt thoải mái hết. Đấy. Rồi. Thực ra là mấy hôm nay lên thì là anh em mình cũng không có quá tất bật về công việc rồi, là lên chỉ gọi là xem lại những cái gì cần để mà hoàn tất cái ngôi nhà cho anh thôi nhé. Vâng. Cái rãnh này thì như em bảo rồi vẫn phải đào sâu nhé. Vâng. Ở đây là có đá đúng không? Đây có đá. Đá này có đào được không? Đá này là chắc là đi tìm một cái sàm bia về. Sàm bia về cậy dần dần nhá. Cạm dần thì mới làm được. Được rồi, đây những phần việc còn lại đây. Và bây giờ ra đây em thông báo một cái tin nữa nhá. Em nhận được một cái khoản tiền hỗ trợ thêm, nhưng mà không phải cho anh đâu. Vâng. Mà hỗ trợ thêm cho các chị em, các cô mà hôm nọ đến hộ mình vận chuyển gạch kia. À, nhớ chưa? Nhớ mà. Các cô mà hôm nọ mình thuê ấy, là có bao nhiêu chị em nhỉ? À, 4 chị em. 4 chị em? Vâng. 4 chị em hôm nọ lấy tiền kia? Vâng. Làm gì ít thế? Cả hàng xóm nữa. À, cả hàng xóm nữa. Nghĩa là những chị em đến hộ. À, thì mấy chị em mình đấy của mình. Đó là tầng của đồng 20 người. Ôi dồi, 20 người á? Sao hôm nọ em thấy có khoảng chục người thôi mà. Nhưng mà cắm chị với còn anh với các chị em nói rằng là cắm chị và mấy các chị em nữa. vác hộ mình cái kìa. Mà cắm chị thì có mình người. Bây giờ anh đếm tên nào, có những ai nè, mấy chị em nọ mình thuê gạch là có ai nào đọc tên em này. Chị dâu anh tên là gì? Chị dâu em thì tên máy. Chị anh thuê ấy, chị mình đưa tiền cho kia ấy. Chị em thì có chị em đưa tiền tìm tay dính. Nào, đếm xem bao nhiêu người là chị máy, chị dính thì 2 người rồi, chị nào nữa? Chị sống nữa. Chị sống, rồi. Vâng. Với bây giờ sai nữa. Nhớ lại đi. Chị em nào đến hộ mình nhiệt tình? Những chị em nào đến hộ mình nhiệt tình nhất và những chị em mà thuê hộ người ta, mình thuê người ta chở ấy kìa. Chở gạch làm gì có 4 người. Bốn người hôm nọ đứng nhận tiền kia đúng không? Vâng. Và em còn những cái lúc ngày em lên còn có. Ví dụ như có làm cái mẹ, cái em mà có 16 tuổi mà sinh con 4 tháng như kìa, nhà nó ở đâu? Nhà em ấy ở đâu? Cái em 16 tuổi. 16 tuổi ấy, nhiều việc có không nhớ à? 16 tuổi mà đẻ con được 4 tháng rồi hôm nọ về cõng gạch cho anh ấy. Nhớ chưa? Cõng gạch qua đường này này.
Làm không có một đứa làm 16 tháng. Có, thì nữa em sẽ làm đứa 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 làm 16 tuổi không phải 16 tháng. Đã đang đẻ có con được 4 tháng. Chưa có một đứa 16 tuổi làm đẻ có. Hôm nào về hồ anh cõng gạch ấy. Các anh thợ còn trêu ấy, nhớ chưa? Từ từ nhớ lại đi. À, nhớ rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhà ở đâu? Nhà ở gần của bể, gần cái bể nước làm chơi làm đùa lên nhà bố mẹ. À, được rồi. Wow. Em đấy, này, rồi là có mấy bà nữa. Hỏi chị Dính em, chị thuê những ai? Những ai đã hôm về cõng gạch? Wow. Rồi là những bà, những bác mà hộ anh nhiệt tình. Rồi là vợ lúa em cũng có. Thì anh đếm lại và tối nay anh có thời gian hoặc là vợ anh có sức khỏe đi lại rồi thì đi báo. Báo báo. Những người đấy cho em. Báo báo. Để ngày mai em lên đây em phát quà cho. Quà sẽ là tiền nhá. Báo báo báo. Quà đấy sẽ là tiền bởi vì là không chưa biết được đúng số lượng. Nhưng số tiền sẽ vào khoảng 5 triệu đồng. Tròn chính là 5 triệu đồng của một cô giấu tên gửi đến ủng hộ cho các chị em. Bởi vì là thật sự là Khâm rất là cảm ơn cô, bởi vì cô đã cảm nhận được những cái sự vất vả của những người phụ nữ ở vùng cao này. Có những người là có mấy chị em còn phải cõng con để hộ bây giờ. Vâng vâng. Những thế chị em nhiệt tình như bảo hiếm cắm chị em cõng cô về hộ em à. Anh tìm ra những người gọi là hộ anh rất là nhiệt tình rồi. Vâng vâng. Những người hộ anh cõng gạch, mặc dù là mình thuê họ nhưng mà em biết là cái công của họ cũng ít lắm. Mỗi ngày họ chỉ làm, mỗi ngày họ cõng được khoảng 100 viên thì họ cũng được 100.000 thôi. Thực sự là 4 ngày họ mới được 400.000. Thì phải nói là họ làm cũng rất là mệt. Các cô nhìn thấy điều đó qua video của em và các cô thương, các cô gửi đến thêm quà. Thì làm sao là em thì em không biết họ là ai, em không biết mặt, em không biết ai cả. Nên là anh sẽ gọi lại bà con lại. Tất nhiên là phải bà con những người hộ đi, mình nhiệt tình như thôi. Đi đi hộ mai số đai làm sao? Số đai xuống đây lúc nào anh hẹn được bà con thì tối điện cho em. Vâng vâng. Thì là tối về thì em phải đi rút tiền. Vâng. Rồi là em lên thì em sẽ lên trao, bởi vì là cũng chưa biết được số lượng là bao nhiêu thì cũng chưa dám nói là được mỗi người bao nhiêu. Cô thì bảo là cô chỉ điểm mà cho mỗi người 500.000, nhưng nếu mà có khoảng 10 người ấy, bởi vì là nếu mà như anh lúa đi gọi thực sự là có những bà con, có những cô bác đến hộ người ta cũng chỉ hộ một buổi thôi, một vài tiếng thôi. Wow. Thì anh cũng gọi về hết thì thành ra là người làm nhiều thì sẽ bị thiệt. Wow. Người làm ít cũng được nhưng người làm nhiều thì sẽ bị thiệt. Wow. Đấy thì là làm sao là anh, mình làm việc ở đây lâu thì cô bác hàng xóm là nhiệt tình đã đến hộ ấy. Đặc biệt là các chị em phụ nữ. Wow. Hoặc là các bác có tuổi cao, không cần thiết là nam hay nữ đâu. Thế là mọi người nhiệt tình ấy. Nhiều quá gọi ra nhiều quá em không biết chia đâu nhá. Đã làm cái lần thì bởi vì thật sự là cũng phải làm công bằng. Thành quả là mấy người. Mấy người thì khoảng mỗi người được 500.000. Vâng. Giữ em nhiều lắm thì phải chị em chị nhằn để trên là vẫn giúp em nhiều. Lúc vợ làm không được thì chị về hộ nấu cơm. Tối nay anh đi, đang đi tìm lại đi. Mà không phải là em không có cho người này không cho người kia mà mình biết là như thế bởi vì là quá là nhiều người đến hộ. Có những người thì người ta cũng đi hộ một lúc thôi thì chẳng may cũng được. Tìm mình đi xem người về hộ nếu làm nhiều người ấy. Nào hộ mình nhờ hơi thì bao người kiếm ra thôi. Thì thật sự là đặc biệt là những chị em hôm nọ hộ mình cõng gạch, cõng đá các thứ này kìa nhé. Đặc biệt là những chị em đấy, người ta hộ rất nhiều. Và phải nói là lúc nào em lên thì em ghi hình được mọi người làm công việc nặng này, các cô thương này, các cô trao đến thì em sẽ trao đến rồi. Và làm sao anh đi gọi mọi người cũng sẽ rất là quý mến anh. Đấy, bây giờ đến hộ lúa lại còn được thêm tiền nữa. Ai giải thích đúng không? Vâng. Tình hàng xóm lại được dâng cao lên, đúng không? Vâng. Tí đấy. Tí em sẽ bảo nhé. Vợ đi bảo
chị kiểm xem Nhưng mà gọi đúng người nhá. Vâng. Đừng có gọi ví dụ gọi người thân nha. Đấy là em lên đây nhiều em cũng nhớ đấy. Em nghĩ là vợ ở nhà thì vợ vẫn không biết người nào người vợ nhà, nào có dấu thì anh em nghĩ là chắc là em đi họ thì mấy em rõ ràng. Chính xác. Em lên đây ngày nào em cũng lên hết. Trong cái quá trình làm nhà anh đúng không? Không phải là không lên. Ngày nào cũng lên hết. Ngày vâng. nào em chả lên. Có những ngày ở đây cả ngày với mình rồi là gương mặt nào đến lại hộ là em biết hết. Quay video biết hết nhá. Vâng. Nên là gọi ai phải gọi đúng người. Đừng có về lại anh không có món quà gọi người thân nhà mình ra lấy là không được đâu nhá. Em ra em nhìn hết đấy. Gọi người nào hộ mình. Hộ nhá. Mình nhau hơn thì thật thà, vâng. chất phác. Cái đấy là cái mà mọi người yêu mến mình nhá. Vâng, vâng. Anh đừng có ví dụ như mọi người lại kích động mà ôi giời mày gọi hết người thân ra lấy không được đâu nhá. Vâng. Em nhớ mặt hết đấy. Em lên video hết đấy nhá. Vâng, vâng. Nên là tối nay cứ về đi. Đấy. Tối nay cứ về tìm hiểu đi nhá. Vâng, nhớ em lại xem. Thì tới thì em sẽ gọi điện cho anh. Đặc biệt là những chị em đã hộ anh cõng những viên gạch kia kìa. Vâng, rất là vất vả. Rồi là mấy chị em cõng cả con về hộ mình nha. Vâng. Được. Được mà. Ừ, ok. Như thế nhá. Vâng. Quyết định như thế nhá. Trước hết là báo một cái tin vui. Phải nói là một món quà rất là lớn mà cô giấu tên cô gửi đến. Để mà ủng hộ cho những cái các chị em ở đây. Mọi người làm việc rất vất vả đấy. Bằng những cái sự làm việc cật lực không mệt mỏi đấy thì cũng nhận thêm được những món quà. Khẩm chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành với kênh đấy. Mọi những cái quá trình làm nếu có chỗ nào chưa phải, chưa đúng, rất mong cô và tất cả các nhà tâm, tất cả quý vị khán giả đang xem cũng phải góp ý thật nhiều cho cháu Khâm để cháu Khâm chắt lọc và làm tốt nhất có thể. Đấy. Thống nhất chưa? Thống nhất rồi. Ừ, đấy. Mà. Thì là biết trước là như thế đã nhá. Mà. Còn vợ thì là cứ làm công việc ở nhà đi nhá. Mà. Tất cả những món quà, tất cả mọi thứ là gia đình anh cũng được nhiều rồi. Nên là cái này món quà của các cô, các bác gửi cho những người thì... đến hàng xóm thì cũng không được tị nạnh nhá. Mà. Nhà anh to đùng thế này, tất cả quà cáp là của anh hết rồi. Không... Đấy. Nước ở đây là xả hết chưa? Nước đây. Sáng mày bơm cất vừa... về nhà chưa? Chiều nay vừa đi bơi chưa? Chiều nay vừa đi bơi nước đây. Đấy, cái này của vợ đúng không? Vâng. Sau này ra đây sinh hoạt nhá. Em nhắc nhá, không phải mình ở trong cái túp lều bạt nữa rồi. Nhà này mới rồi, nhà này không khác gì nhà người Kinh luôn nhá. Quay ra đây. Làm sao mà sống như thật sạch sẽ gọn gàng. Đấy, nhớ chưa? Sau này em sẽ mua gọi là móc này. Móc các thứ đầy đủ hết này. Dây phơi này. Đấy. Rồi là mình phơi ở đây nó gọn gàng. Đừng như này nhá. Thấy chưa? Cái là cái những cái tối thiểu nhất. Làm sao mà bây giờ ra đây rồi sẽ chỉ anh là sinh hoạt sạch sẽ nhất có thể, văn minh nhất có thể. Hiểu chưa? Vâng. Tóc tai này ngày mai sẽ cắt nhá. Vâng. Được. Ngày mai đó. Có kiêng kỵ gì không? Kiêng tìm anh dành cái váy cổ này. Ý em hỏi là có kiêng gì không? Có kiêng cắt tóc gì không? Có nhưng mà anh dành cổ thôi, em không có. Không phải, không kiêng gì đâu ấy. Vâng. Không hiểu, không hiểu. Nghĩa là ngày nào cắt cũng được cái gì? Nhà nào có cắt không sao đâu ấy. Không sao. Được, thì bây giờ anh em mình thì chọn thời gian rảnh mà cắt thôi. Vâng. Thì không vấn đề gì nhá. Thì là ngày mai cắt cho luôn nhỉ? Vâng. Ok, không. Thì là tân trang lại, đầu tóc gọn gàng. Rồi tới này ra đây em sẽ còn phải nói anh nhiều nữa. Sẽ phải nói cho anh là sao anh sống sạch sẽ văn minh. Bởi vì đang ở một cái túp lều bạt như này các bác, chật hẹp rồi là cuộc sống là bừa bộn. Phải nói là như thế. Bừa bộn rồi là chưa được sạch sẽ. Thì cái nếp sống gắn vào đây thì chắc là cũng sẽ chưa kịp thay đổi, chưa kịp thích nghi đâu. Đấy, như phải dặn luôn từ bây giờ nhé. Con cái là không có chuyện là đi chân đất cởi quần áo lênh nha lom nhom ở đây nữa đâu nhé. Còn cái xi măng còn 3 bao không dùng làm gì thì cất vào trong này nhé. Vâng. Xi măng thì một tí sẽ đẩy về đẩy chú tính bán này thôi. Được rồi. Thì bởi vì em thấy 3 bao ngoài kia là còn ở đấy sợ mưa ấy nhé. Vâng. Mưa vào đấy là hỏng luôn đấy nhá. Vâng. Còn mình còn dùng vào nhiều việc nhé. Vâng. Không. Cát thì là cũng phải che vào.
Vâng. Đấy. Thôi hôm nay lên đây thì cũng có những cái công việc rất là nhỏ nhỏ nhặt này nữa thôi. Không có quá nặng nhọc rồi đúng không? Vâng. Hôm nay là mặt tươi tỉnh hơn rồi. Ngủ được hơn, có khác nhỉ? Vâng. Ừ, về tắm đi nữa nhá. Vâng, ngủ đêm là mình không dễ. Không rét nữa rồi đúng không? Vâng. Căn nhà này làm sao rét được nữa. Mấy nữa cửa các thứ vào nữa, chăn nấm đệm êm mình nữa. Là không có chuyện rét nữa đâu nhá. Vâng, vâng. Đấy. Và nhớ nhá, nhớ công việc nhá. Tối nay về làm sao nhỉ? Tới lần thì em sẽ đi họp cắm trị mà ra đây. Ok. Ra đây cũng được. Được rồi nhá. Vâng. Có gì điện cho em nhé. Vâng, vâng. Em bảo đường thì nhiều người tới thế nào thì anh còn biết sẽ... bảo cho em biết bảo cho cô nhé. Vâng, em sẽ gọi điện. Cứ không phải là cứ 10 người đâu nhé. Vâng. Ví dụ như 8 người thì gọi 8 người thôi, hoặc là 12 người thì gọi 12 người nhé. Vâng, vâng. Không phải cứ là 10 người xong là đến 2 người kia cũng nhiệt tình là không gọi là không được nhé. Hôm qua mẹ bảo là với bạn là em lắm cơ vẫn cả am cơ của em, nếu các bác hỗ trợ đường thì hỗ trợ một tí tiền rồi. Cho ai? Mẹ. Cho mẹ á? Vâng, cơ vẫn ăn cơ của mẹ. Cơm ăn cơm của mẹ. Vâng, tìm. Được rồi, tối về em sẽ hỏi cô nhé. Vâng, vâng. Được rồi. Ừ. Cái đấy thì em sẽ hỏi cô rồi là làm sao. Mẹ anh cũng muốn có một phần quà đúng không? Vâng, vâng. Tí nữa mang áo về cho bố mẹ nhé. Mẹ bảo là em muốn có một phần quần cơ với em là em vẫn làm nấu. Ok, vậy trao là đổi. Cũng được vẫn nấu. Trao đổi thẳng thắn trên video luôn là được. Mặc dù là cũng không phải kể công đâu, bố mẹ thì là cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có hỗ trợ. Nhưng mà cũng thấy vất vả quá là cũng làm sao là cũng muốn có một cái gì gọi là động viên tinh thần thôi đúng không? Wow, tôi mang áo và động viên tinh thần bố mẹ trước đã nhé. Wow, wow. Rồi, thống nhất là như thế đã nhé. Wow. Đấy, video ngày hôm nay thì đến đây cũng chỉ có những nội dung xoay quanh như vậy thôi. Không mà rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi và luôn luôn động viên ủng hộ. Xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Mật ong hoa bạc hà có rất nhiều công dụng và có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi mỗi khi cần thiết. Nhưng để mua được một sản phẩm chất lượng và an toàn thì ngày hôm nay Khâm xin phép được giới thiệu đến quý cô bác anh chị sản phẩm mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá Hà Giang do chính người dân bản địa, người Hơ Mông nơi đây nuôi dưỡng và chiết xuất ra. Khâm cũng đã có những video giới thiệu về sản phẩm cũng như là nguồn gốc. Quý cô bác có thể ghé trên kênh xem lại những video đó. Hiện tại trên kênh Khâm đang bán mật ong hoa bạc hà với giá 550.000 đồng một lít và free ship từ 2 lít trở lên. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý cô bác anh chị cho kênh. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục xem video.